Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai cái khái niệm mà chúng ta hay nhầm lẫn trong cuộc sống hàng ngày, đó là bản chất và tính cách. Vậy bản chất và tính cách nó có những điểm gì giống và khác nhau? Chúng là một màu hay được nhiều màu pha trộn nên? Ok, đầu tiên thì bản chất. Chúng ta sẽ đi vào bản chất. Vậy bản chất là gì? Bản chất là những cái yếu tố bẩm sinh về cảm xúc, về ý chí mà chúng ta có được từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi. Chúng có những cái yếu tố di truyền nhất định, và chúng ta có thể tóm gọn lại bản chất chính là cái khí chất nguyên bản của một người, mà trong tiếng Anh nó được nghĩa là character. Vậy còn tính cách thì sao? Tính cách là tập hợp của các khía cạnh về tâm lý, về thể chất và xã hội. Chúng sẽ quyết định được hành động và sự tương thích độc lập của mỗi cá nhân tương ứng với hoàn cảnh xung quanh. Tính cách thì nó có tính nhất quán và liên tục và mang tính cá nhân. Chỉ cá nhân đó có, trong tiếng Anh nó gọi là personality. Đấy. Tại sao mình lại lấy cái hình ảnh những chiếc mặt nạ này để nói về tính cách? Thì mỗi người sẽ tự trang bị cho mình nhiều cái tính cách khác nhau, sao cho nó phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện, vị trí, vai trò trong xã hội. Đấy. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ đi vào một cái hình ảnh rất là quen thuộc của các diễn viên nói chung và những diễn viên tuồng kịch hồi xưa. Khi mà họ đóng vai một cái nhân vật nào đó thì họ thường sẽ đeo lên mình một chiếc mặt nạ tương ứng với tính cách của cái nhân vật đó. Sau đó họ sẽ hóa thân mình, đắm chìm vào trong tính cách của nhân vật đó để diễn tả, để bộc lộ cái nội tâm của cái nhân vật đó sao cho tự nhiên nhất. Về những chiếc mặt nạ á, thì mình có thể hiểu đơn giản như này: nó sẽ có những cái đặc điểm tính cách sau. Nó là thứ mà ta sẽ thể hiện cho người khác thấy một cách rất vô thức hoặc có ý thức thể hiện ra cái tính cách đó. Và có một điểm rất là quan trọng cần phải lưu ý ở đây, đó là có những người diễn viên khi mà họ quá nhập tâm vào trong cái tính cách của cái nhân vật đó thì họ sẽ bị phụ thuộc vào chính cái tính cách đó luôn. Họ đem cái tính cách đó vào trong cái cuộc sống cá nhân của họ, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy là bị hiểu nhầm là cái tính cách đó là bản chất của họ, của con người đó. Nhưng không phải, đây chính là cái điều mà gây hiểu lầm nhất. Thì để dễ hình dung hơn về tính cách thì ta sẽ có một số ví dụ trong đời sống hàng ngày. Ở môi trường công sở đi. Trước tiên thì khi mà ở cơ quan á, lúc mà chúng ta giao tiếp với khách hàng, chúng ta thường sẽ niềm nở này, sẽ vui vẻ để phục vụ và giải đáp những cái thắc mắc của khách hàng. Nhưng mà chúng ta cũng không không nhất thiết là phải quá niềm nở, quá vui vẻ hớn hở khi ăn trưa với đồng nghiệp, đúng không? Còn khi nói chuyện với khách sếp thì chúng ta cần nghiêm túc và tôn trọng. Đó. Khi ở nhà thì sao? Khi ở nhà thì chúng ta không thể nào giao tiếp với vợ chồng con cái bằng cái vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh như ở trên công ty được, mà chúng ta phải linh hoạt, lúc vui lúc buồn, lúc đấm lúc xoa, tùy vào những cái hoàn cảnh cụ thể. Đấy. Có một cái ví dụ điển hình mà nó là kinh điển trong cái việc sử dụng những chiếc mặt nạ này, là về những kẻ lừa tình. Hắn sẽ sử dụng rất là linh hoạt, biến hóa khôn lường cái mặt nạ của mình sao cho phù hợp với từng tính cách của từng cô gái, để dẫn dụ những cô gái đi vào cái mưu đồ, cái âm mưu của hắn đã vạch ra trong đầu. Cho nên là các cô gái hãy tỉnh táo để tránh những cái cạm bẫy này nhé. Rồi, qua một cái video ngắn này thì mình đã có chia sẻ với các bạn về những cái đặc điểm cơ bản giúp chúng ta phân biệt được thế nào là bản chất và thế nào là tính cách, để các bạn không bị nhầm lẫn khi mà tiếp cận với lại hai cái khái niệm này. Rồi, nếu có bất kỳ câu hỏi nào muốn được giải đáp thêm thì
bạn cứ comment vào dưới video này, mình sẽ sẵn sàng giải đáp thêm chi tiết cho các bạn. Rồi, lần cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của mình. Chúc các bạn luôn mạnh giỏi.